Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Thổ Cầu. Đêm hội trăng rằm và trao tặng quà học bổng bảo trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xã Thiện Viễn giải tỏa 17 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp. Linh hoạt trong tiêu thụ sản phẩm từ nhãn. Lễ hội đền Triệu Việt Vương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã về dự sinh hoạt chi bộ tháng 9 tại chi bộ thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Chi bộ thôn Thổ Cầu có 66 đảng viên. Trong tháng 8, Ban Chi ủy chi bộ thôn đã tích cực triển khai nghị quyết các cấp và nghị quyết của chi bộ về tiêm phòng dịch COVID-19, làm căn cước công dân gắn chip, tuyên truyền tạo đồng thuận cho nhân dân chuẩn bị giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão, tháo dỡ vi phạm trên đất nông nghiệp theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đảng viên cũng được thông báo về tình hình an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp của thôn. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên ý kiến về tiến độ triển khai các bước chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão còn chậm, xem xét lại đền bù và di dời các khu tâm linh để dành đất cho dự án. Nhà đầu tư cần hỗ trợ để tuyển dụng cho con em địa phương và làm việc. Cần thực hiện nghiêm, xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi, tạo sự công bằng cho các hộ dân. Đầu tư nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương, trùng tu di tích đình Thổ Cầu để xứng với địa danh, nơi được Bác Hồ về thăm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao chất lượng của buổi sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là tinh thần, thái độ thẳng thắn mà các đảng viên tham gia góp ý về những tồn tại, hạn chế của Ban Chi ủy và lãnh đạo thôn Thổ Cầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chi ủy cũng như các đảng viên trong chi bộ cần phải triển khai quyết liệt trong thời gian tới, là gương mẫu đi đầu và vận động gia đình, người thân thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải tỏa vi phạm trên đất nông nghiệp và hành lang giao thông. Ngày hôm nay chúng ta phải đi xử lý hậu quả và phải lập lại trật tự kỷ cương của đất đai, lấy lại sự công bằng trong người dân. Không thể để những người mà vi phạm nữa ngang nhiên sử dụng đất đai được. Đây là một xã hội được quản trị bằng pháp quyền, cho nên đảng viên chúng ta cần phải tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân, trước hết là người thân trong gia đình chúng ta chấp hành tốt luật đất đai, quy định pháp luật về đất đai. Có vi phạm chủ động tháo gỡ đi, chứ không tháo gỡ thì cũng không được. Tôi lãnh đạo chỉ đạo rất quyết liệt về việc xử lý vi phạm, không chỉ vi phạm trong lĩnh vực đất đai và tất cả những lĩnh vực khác đã có vi phạm là phải xử lý và xử lý nghiêm minh, chứ không có chuyện là người này vi phạm không bị xử lý và người kia vi phạm lại bị xử lý. Chi bộ cần tiếp tục đoàn kết để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nhưng không phải xuôi chiều, bởi tổ chức đảng tại cơ sở chính là cầu nối giữa đảng với nhân dân. Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt nên sinh hoạt theo chuyên đề, quan tâm giáo dục bồi dưỡng đội ngũ thanh niên để phát triển đảng viên trẻ có trình độ và năng lực. Cũng như khi ban hành nghị quyết thì phải có kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết như thế nào. Đối với ý kiến của các đảng viên về tiến độ chi trả bồi thường cụm công nghiệp Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động vừa ký quyết định phê duyệt phương án chi trả cho 311 hộ của xã Nghĩa Dân và từ nay đến ngày 15 tháng 9 này, nhà đầu tư sẽ hoàn thành chi trả cho các hộ dân. Tối qua tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm và trao quà học bổng bảo trợ tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Trung thu năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí tưng bừng rộn ràng của đêm hội trăng rằm, các đại biểu, các em thiếu niên nhi đồng đã được nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2022. Chương trình đã mang đến cho các em thiếu niên nhi đồng không khí Tết Trung thu cổ truyền rộn ràng qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, nghe kể chuyện sự tích về chú Cuội, chị Hằng, rước đèn múa lân. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bộ thiết bị vui chơi cho trẻ em trị giá hơn 45 triệu đồng và quà tặng trường mầm non Dị Chế.
trao học bổng và quà từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, tặng 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trao bảo trợ và quà từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh, tặng 9 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo huyện Tiên Lữ tặng học bổng và quà trung thu từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em huyện cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Các doanh nghiệp đã trao các phần quà với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng dành tặng các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xã. Cùng tham gia phần phá cỗ trung thu tại đêm hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đã trao tặng các em thiếu nhi những phần quà và chúc các em thiếu nhi đón Tết Trung Thu vui tươi, đầm ấm, trọn vẹn, ý nghĩa bên người thân. Sáng nay tại huyện ủy Văn Lâm, Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác dân vận Mặt trận quý 3 năm 2022, triển khai công tác dân vận Mặt trận quý 4 năm 2022. Tọa đàm về việc xây dựng mô hình dân vận khéo. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Quý tư, hệ thống dân vận các cấp tiếp tục tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội theo kế hoạch đã đề ra, triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa quân dân. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra tọa đàm về việc xây dựng mô hình dân vận khéo. Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, các mô hình điểm trong xây dựng mô hình dân vận khéo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số nội dung để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương yêu cầu trong thời gian tới, hệ thống dân vận mặt trận các cấp cần đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân, chủ động dự báo tình hình của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tăng cường tổ chức đối thoại, lấy ý kiến cộng đồng, các hộ dân nằm trong vùng dự án sắp triển khai, tăng cường xây dựng các mô hình dân vận khéo tại các địa phương. Nhân dịp này, đồng chí Quách Thị Hương đã đi thăm và tặng quà 6 hộ nghèo, người có công, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh và xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Sáng nay, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để thông tin về nội dung chương trình tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh trong 2 ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2022. Dự đại hội có 193 đại biểu tiêu biểu đại diện cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sức mạnh của cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh trong toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác của hội nhiệm kỳ 2022-2027, tham gia đóng góp ý kiến và báo cáo chính trị của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, báo cáo tổng kết thực hiện điều lệ hội, bầu Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của huyện Kim Động, các xã thị trấn trên địa bàn đã tích cực ra quân giải tỏa các vi phạm theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đến nay, huyện đã giải tỏa trên 600 vi phạm, đạt tỷ lệ trên 80%. Để tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện kế hoạch số 93A, huyện Kim Động đã thành lập các ban chỉ đạo, tổ kiểm tra, giúp việc thường xuyên, đôn đốc chỉ đạo và giúp đỡ các địa phương về mặt pháp lý, cách thức thực hiện, áp dụng các hình thức kỷ luật, khiển trách với người đứng đầu cấp xã và luân chuyển cán bộ địa chính các địa phương để tăng cường công tác quản lý đất đai được hiệu quả hơn. Kết quả, các vi phạm phát sinh từ giai đoạn mùng 1 tháng 7 năm 2014 đến 16 tháng 3 năm 2016 đã giải tỏa được 354 trên tổng số 423 công trình vi phạm, đạt 84%.
giai đoạn từ 16 tháng 3 năm 2016 đến nay đã giải tỏa được 252 trên tổng số 350 công trình, đạt 72%. Các xã thị trấn đã có sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý đất đai, an toàn giao thông, bảo vệ công trình thủy lợi, chủ động ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới và kiên quyết trong xử lý giải tỏa các vi phạm cũ tồn tại, sử dụng các biện pháp cưỡng chế xử lý. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đã tổ chức giải tỏa công trình vi phạm đối với 17 hộ gia đình trên địa bàn. Trong đợt ra quân lần này, Ủy ban Nhân dân xã Thiện Phiến xử lý 17 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, hầu hết là các vi phạm từ năm 2016 đến nay. Trong đó có 9 trường hợp xây dựng nhà tạm với tổng diện tích gần 400m², một chuồng trại với diện tích 70m², còn lại là lều lán, mái tre với tổng diện tích hơn 600m², nằm tại hai thôn là Nam Sơn và Tân Khai. Các công trình giải tỏa đều được người dân tự nguyện tháo dỡ với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 9. Trước đó, trong tháng 2 vừa qua, xã Thiện Phiến đã vận động được 4 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Như vậy, đến nay, xã đã giải tỏa được 21 trường hợp trên tổng số 22 trường hợp vi phạm. Còn một trường hợp chưa giải tỏa được là hộ ông Trần Văn Tiến, thôn Diệt Pháp, tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp làm hồ câu từ năm 2021 với diện tích 600m². Ngoài giải tỏa các công trình vi phạm, xã đã tiến hành yêu cầu các hộ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời tuyên truyền tăng cường kiểm tra chống tái vi phạm đối với các trường hợp trên. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm vừa thông báo tiếp tục tạm dừng điều hành hoạt động một tháng đối với 3 chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã để tập trung vào công tác xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A và dồn thửa đổi ruộng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Chỉ Đạo, Lạc Đạo, Tân Quang và Đại Đồng bị tạm dừng công tác điều hành từ 3 tuần đến 1 tháng để tập trung vào công tác quản lý đất đai. Đến nay, sau khi hết thời hạn, tình hình có một số chuyển biến tích cực nhưng kết quả vẫn còn hạn chế. Xã Lạc Đạo vẫn còn 4 hộ chưa ký cam kết tháo dỡ công trình vi phạm, chưa hoàn chỉnh hồ sơ giải tỏa. Xã Tân Quang mới chỉ giải tỏa được thêm 5 trường hợp và còn nhiều trường hợp xây dựng trên đất trang trại. Xã Đại Đồng đã hoàn thiện phương án dồn thửa đổi ruộng của 5 thôn còn lại, gửi ban chỉ đạo của huyện để thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên, việc hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng còn rất thấp, mới được 7 trong tổng số hơn 5.000 hồ sơ. Vì vậy, huyện Văn Lâm tạm dừng công tác điều hành hoạt động thêm 1 tháng đến hết ngày 8 tháng 10 với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 3 xã Lạc Đạo, Tân Quang và Đại Đồng để tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ giải tỏa vi phạm đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn thửa đổi ruộng. Trong khi nhiều hợp tác xã cơ sở chế biến gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nhãn quả tươi, long nhãn, thì do nhạy bén trong tìm đầu ra cho sản phẩm, gia đình chị Đỗ Thị Ngoãn ở thôn Minh Khai, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên không chỉ tiêu thụ sản phẩm của gia đình được thuận lợi mà còn tiêu thụ giúp các thành viên trong hợp tác xã. Từ kinh nghiệm tiêu thụ hàng trăm tấn nhãn quả tươi và gần chục tấn sản phẩm đã qua chế biến từ năm 2021, vụ nhãn năm 2022 này, gia đình chị Ngoãn đã đẩy mạnh quảng bá, bán hàng từ nhiều kênh khác nhau. Chỉ tính riêng từ đầu vụ đến nay, ngoài tiêu thụ trên 20 tấn nhãn quả tươi cho các thành viên trong hợp tác xã với giá từ 30 đến 80.000 đồng một kg, chị còn thu mua gần 40 tấn nhãn để chế biến long và hiện đã bán được trên 1 tấn long nhãn làm quà biếu với giá 160 đến 180.000 đồng một kg, cao hơn long nhãn thông thường từ 20 đến 30.000 đồng. Bên cạnh cái việc mà áp dụng cái công nghệ để trong sản xuất thì đơn vị đã đẩy mạnh cái việc quảng bá sản phẩm trên trang mạng điện tử như là Vỏ Sò này, Sen Đỏ này, Alibaba này, và quảng bá cái sản phẩm của mình cả trên các cái trang mạng xã hội. Với nguyên liệu đầu vào, chất lượng áp dụng công nghệ trong chế biến đã cho ra sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được lựa chọn là sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hưng Yên tham dự các hội chợ triển lãm, hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhờ đó, khách hàng tin tưởng lựa chọn và đặt mua. Cũng có dịp là đi tham dự cái sự kiện tại ở trung tâm hội nghị quốc gia, thì cái dịp đó mình cũng có lợi cái gian hàng của tỉnh Hưng Yên. Thì trong cái gian hàng Hưng Yên nó cũng có rất là nhiều đặc sản nhãn sấy, thì tuy nhiên tất cả những cái loại đều rất là ngon, nhưng mà để lại ấn tượng của mình đó là đối với là cơ sở Mai Phương, sau khi thử một cái nhãn sấy á thì cảm giác mình rất là thích, rất là ngon, ngọt và thanh, nên nhân dịp đó
mình cũng có mua vài cái hộp nhãn về để biếu cho bạn bè, thì bạn bè ở tỉnh Vĩnh Long đều rất là thích cái nhãn lồng Hương Yên. Cùng với cung cấp sản phẩm nhãn quả tươi, long nhãn từ đầu năm 2022 đến nay, gia đình còn xuất bán 2 tấn hạt sen, 2 tấn mật ong, trên 1 tấn bột sắn dây đi thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vĩnh Long, Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, quan tâm, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước đã được Đảng, Nhà nước ta cụ thể hóa bằng các quy định, văn bản cụ thể. Từ gia đình đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau đều tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Sau 2 năm không tổ chức do dịch Covid-19, hôm nay, hàng nghìn con em của cán bộ công nhân viên công ty cổ phần nhựa Hương Yên lại nô nức vui mừng được tham gia chương trình vui Tết Trung Thu do công ty tổ chức. Trên mỗi khuôn mặt trẻ thơ đều rộn rã tiếng cười nói vui vẻ khi được tham gia vào nhiều trò chơi, câu đố vui của chương trình. Cảm thấy rất phấn khích và vui ạ. Mong muốn là năm sau vẫn có tiếp tục diễn ra như thế để cho nhiều thiếu nhi vui chơi hơn nữa. Cháu muốn là bố mẹ quan tâm với trẻ em hơn. Không chỉ đa dạng các hình thức hoạt động công đoàn để chăm lo cho hơn 1.300 lao động và con em lao động vào các ngày lễ Tết, công ty cổ phần nhựa Hương Yên còn là doanh nghiệp đi đầu về sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với các sản phẩm như túi siêu thị, túi đựng rác, màng công nghiệp, màng nông nghiệp găng tay. Qua những hoạt động như thế này, một thông điệp được gửi đến mỗi người lao động trong công ty là hãy quan tâm, chăm lo hơn nữa cho trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Để cho các cháu đón một cái Tết Trung Thu vui vẻ và để chúc cho các cháu là tương lai của đất nước, là tương lai của những doanh nghiệp. Chăm lo cho các cháu, giáo dục con cháu là con ngoan trò giỏi theo gương của Bác Hồ. Tối ngày 8 tháng 9 tại nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên đã diễn ra chương trình đêm hội trăng rằm năm 2022. Chương trình đêm hội trăng tằm 2022 là hoạt động Tết Trung thu thường niên được tổ chức bởi nhà thiếu nhi tỉnh. Tại chương trình, lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh đã trao 1.000 suất quà cho các em nhân dịp Trung thu, thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm của người lớn đối với trẻ em nhi đồng. Chương trình cũng có bữa tiệc văn nghệ đặc sắc với 5 tiết mục của gần 80 em trong câu lạc bộ văn nghệ măng non nhà thiếu nhi tỉnh. Các em đều trong độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi. Để có được những tiết mục trên, các em đã phải tập luyện hăng say trong vòng 1 tháng trời. Dù trời mưa, đông đảo các bậc phụ huynh đã đưa con em mình tới nhà thiếu nhi tỉnh để cùng được phá cỗ trông trăng. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Đền Triệu Việt Vương năm 2022 được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022, tức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Đây là lần đầu tiên tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ tri ân công đức của Đức Vua Triệu Việt Vương. Đức Vua Triệu Việt Vương, tên thật là Triệu Quang Phục, là người uy tráng dũng liệt, sớm có công phò vua Lý Nam Đế đánh dẹp giặc Lương. Sử cũ chép, năm 541, Lý Bí khởi nghĩa đánh đuổi Ách Đô Hộ phương Bắc. Hai cha con Triệu Túc và Triệu Quang Phục là những người đầu tiên hưởng ứng nghĩa quân. Năm 544, cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Lý Bí xưng là Lý Nam Đế, lập ra nhà nước Vạn Xuân. Triệu Túc được trao chức thái phó, còn Triệu Quang Phục được trao chức tả tướng quân. Năm 548, Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục xưng là Triệu Việt Vương. Sau gần 4 năm dựa vào đầm Dạ Trạch cùng chiến thuật đánh du kích, đã được nhân dân hết lòng đùm bọc che chở. Với kế sách đánh địch lâu dài, Triệu Quang Phục cuối cùng phá tan được quân giặc. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Triệu Việt Vương và căn cứ đầm Dạ Trạch với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương là một trong những trang sử vẻ vang và hào hùng. Để tưởng nhớ công ơn của ngài, nhân dân xã Dạ Trạch đã xây dựng một bệ thờ để hương khói trong những ngày lễ Tết. Đến năm 2021, đã xây dựng khánh thành ngôi đền thờ khang trang. Lễ hội được tổ chức với các hoạt động rước nước đầm Dạ Trạch, tế cáo, tổ chức múa sinh tiền, đánh bồng, múa lân, múa rồng. Ngoài phần lễ, trong thời gian diễn ra lễ hội còn có các trò chơi dân gian truyền thống, giao lưu văn nghệ thể thao như các trò chơi dân gian, hát chống quân, cờ tướng, múa rồng. Khai giảng năm học mới đã được ít ngày, nhưng với các con học lớp 1 vẫn là môi trường hoàn toàn mới mẻ. Và nếu như ở nhà cha mẹ lo lắng bao ngày tháng để chuẩn bị cho con vào lớp 1, thì khi tới trường, người giúp các bé vượt qua những khó khăn lại chính là các thầy cô giáo. Ngồi học cho chân lên ghế. Khóc nhẹ.
mỗi người quay một hướng. Đọc bài mỗi người một kiểu. Là những hình ảnh hết sức quen thuộc của lớp 1 khi vừa vào năm học mới. Các cô giáo lớp 1 vừa là cô giáo, vừa trở thành những người mẹ dỗ dành cho các con. Yếu tố đầu tiên là người giáo viên phải kiên trì, tâm huyết, bất kể một học sinh nào, với điều kiện hoàn cảnh nào mình cũng chấp nhận hết, mình đồng hành cùng con. Năm nay trong lòng tôi rất xúc động vì sau 3 năm dịch kéo dài, được nắm những bàn tay bé nhỏ của các em rất vào lớp, thực sự là rất xúc động. Các em rất là thiệt thòi, không được đi học mầm non, mọi cái hoạt động ở trường đối với các em là nó hoàn toàn mới lạ. Bản thân tôi cảm thấy là mình phải làm sao mà thật nhanh chóng lắm bắt được đặc điểm tâm lý của từng em trong lớp. Còn em là đứa đầu tiên vào lớp 1 thì cảm giác cũng hơi lo lắng. Nhưng mà ngày hôm nay bước chân đến cổng trường tiểu học An Tảo này thì nói chung là mình cũng tự tin rất nhiều rồi. Bởi vì là các cô cũng rất là yêu quý học sinh. Một năm học mới đã đến, những gương mặt ngây thơ, bỡ ngỡ nhưng không kém phần háo hức của các em học sinh lớp 1 khi bước chân vào mái trường tiểu học. Đồng hành cùng các con là gương mặt của nhiều bậc phụ huynh cũng như các thầy cô giáo. Sự yêu thương đồng hành của cha mẹ, sự tận tâm của các thầy cô giáo ở ngôi trường mới chính là nền tảng tốt nhất giúp các con vững bước trên con đường học tập. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.